lên bắt phạt đi. Đi vô. Đi coi. Đi chú ba. Đi coi. Gà bắt phạt lên, bỏ dép đây đi. Nhanh lên. Tấn công ra. Sau khi nước chảy lên láo thì bây giờ ơi, chúng ta đã có thể bắt cá được rồi. Rồi chưa? Hả? Sao? Đi bắt cá đeo khẩu trang. Quá dữ vậy. Rồi mắc kiến rồi. Đeo vô, đeo vô. Đeo vô. Đeo mặt nạ vô đi. Con đeo mặt nạ vô. Đeo cái mặt nạ vô. Đã ngắm
Con đúng không? Đi vậy? Cái bộ này nó nhảy ra hoài hả? Ai nó ra vậy? Ủa sao nó đi?
con thứ bảy đúng không? Bắt cái tên tắt như bà nội vậy tên. 3 4 5 6. Nhân thứ 6 sao á? Ủa 6 phải là hai con của chị thôi hả? Rồi như chắc 7. Ủa hồi nãy đi hai con là 6 đó. Vậy con này nó 7 rồi đó. Không phải giờ vậy. Coi chừng nó bò ra. Nè bà nội có sợ đâu tên. Đúng rồi, nó văng nước. Hay văng nước rồi nó má. Cái này để sát quá, để sâu nó mới hút được chứ. Đó, con đi bờ của nội chứ con không có bị ngập thấy không? Đi vô đây nè. Con đi sao nội nè. Con quăng lên đây đi. Quăng lên cho mẹ nè. Trời con bỏ vô cái thao kìa. Cái thao của con kìa. Đó, con bắt bỏ vô thao con đi. Ồ, ngon lắm con ơi. Trời ơi, nó bắt con ốc kìa. Bỏ vô cái thao đi. Ăn ngon lắm. À, ghê ta. Cắt cho nó đi. Có công ghê không? Nãy giờ bà nội chưa bắt được ốc đó. Cha con bắt được cho con á. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí, Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.